เป็นฝั่งที่เนื้อที่ไม่thay mặt cho các chủ trong buổi trưa ngày hôm nay chúc quý khách vui tươi và ngon miệng. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện của gia đình của chúng ta hãy trở về từng bàn tiệc để cảm ơn tất cả quý khách nhà. Xin mời. Dạ vâng, xin các tổ thầy khách quý, vừa rồi khai tổ chức buổi lễ mừng tân gia đại cát của gia đình. Gian trong buổi trưa ngày hôm nay đã diễn ra thành công tốt đẹp. Vâng, một lần nữa ban tổ chức thay mặt cho gia chủ trong buổi trưa ngày hôm nay cảm ơn sự hiện diện của quý vị rất nhiều và rất mong rằng trong buổi lễ ngày hôm nay có điều gì thiếu sót rất mong quý vị hết sức thông cảm. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể khách quý, ngoài khâu tổ chức ra, ban tổ chức không biết nói gì hơn ngoài những lời ca tiếng hát. Quý vị hãy vừa ăn vừa uống vừa lắng nghe những ca khúc hát về tình yêu lứa đôi, các người quê hương đất nước của mình. Chúc bỏ chiếc máy ở chiếc phiên ông A Sường. Mình em bác tổ chức ở phùm đê 28 mình em ở làm có bước mi dương sẵn hồn xưa. Phùm đi quan con ơn mọt bò hòn mẹ chú phủ chú côn. Chúc băng bìa bác cằn mắt tùm mắt tôm phùm đê 28 mình em ở làm có sọt xuống ở xô mai xô mêm. Vết kìm phán tay mưa nào từ sẵn ở lầy cây sẵn ở phền lầy tời đang phở trời co. Từ nương mở làm sọt chúc hợp phở là diệt bìa bàn là tính trở bàn. Phù là diệt cả mương là tính trở hù. Phù thành ca bài ca mắt tính lại khổng. Phù dối nồng dối na bi bà tổ màu. Đường lù tàu hờ nhớ sủng ra ngoài nơ. Số mai số mê mê vào cắn rú sườn sang bờ rú sào sang nhà mê nơ. Số mai số mê mê lần sau chúng ta cùng mê hai tám khử nữ đi hờ đã anh nguyễn đi hờ đi ngân năm lấy mất hồng và hậu năm lấy mất hồng nơ thì mê số mai nơ. Dạ vâng, kính các toàn thể khách quý, cũng trong buổi trưa ngày hôm nay ban tổ chức chúng tôi không ngừng gửi đến toàn thể quý vị và các bạn những lời ca tiếng hát. Sau đây xin mời toàn thể quý vị và các bạn đến với một nhạc phẩm tiếp theo, bài hát có tựa đề Hoa Núi do MC Kim Anh trình bày. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, anh Tư thì đến sâu hôm nay Kim Anh thì đã hát cái bài Hoa Núi rồi ạ. Và ca khúc tiếp theo của Kim Anh muốn gửi đến toàn thể quý vị và khách trong buổi trưa ngày hôm nay mang tựa đề Nguyên Trời Mê Ai Mà Dám. Kim Anh xin được song ca cùng em Minh Chuyên được không ạ? Em Minh Chuyên ơi, ý dân sống có buồn buồn nồng buồn đi chứ này á. Em Minh Chuyên rất là đẹp trai phải không ạ quý vị ơi? Vâng, kính thưa toàn thể thân mến, vâng là rằng ngày giờ phút này đây, vâng đây toàn thể quý vị và chúng ta sẽ cùng hòa chung với niềm vui hạnh phúc hân hoan. Vâng đây cũng như lời chúc tốt đẹp từ đại gia chủ của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Sau số mai số mai mắt bò mẹ phi đồng nọ, đây sau số mai số mai bò mẹ phi đồng đi hót gần đây mắt bông nàng mắt đài gần. Lên mắt trong xuống trong buồn đầy trong mưng hơn mới lặng sủng tay ở hết bên số mai số mai bò mẹ phi đồng ơi. Nếu cần nắng mặn, hót cần khai chiến lầu thêm chèm, trong mưng là sầm đi sầm là nâu, trong mưng là tây hơn hơn giàu mới đi. Hót cần là xin lầu xe tôi làm hà cho cái cam đây số mai số bò mẹ phi đồng ơi. Và những lời ca tiếng hát thì chúng ta sẽ được quay trở về với một ca khúc yêu thương, một ca khúc để cùng gắn liền với thực tại, với sự góp mặt đông đủ của toàn thể quý vị. Và ta sẽ cùng trở về với giọng ca của Minh Chuyên và Kim Anh sẽ gửi tới toàn thể quý vị với một ca khúc mang tựa đề Muôn Trời Ai Mà Dám sẽ cùng gửi tới toàn thể quý vị. Thank you.